Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay em lên video tiếp theo. Hôm nay gồm có kìm chết, kìm bấm cốt, rồi kìm kéo tỉ cành, kéo cắt tôn, cưa gỗ, thu vít, mũi độc, rồi mỏ lết, kìm nguội, mũi khoan bê tông. Rồi bây giờ em đi giới thiệu từng mẻ một cho mọi người xem nha. Giờ trước tiên là mẻ số 1. Mẻ số 1 là con kì một con mỏ lết. Con này em chỉ thấy cái chữ Gorilla. Cái này thì không biết của nước nào nha, thấy nó quăng trong bãi mới thì đem về thôi, cũng không biết của nước nào luôn, không thấy cái thương hiệu hay cái chữ gì hết, chỉ thấy Gorilla này hả. Con này thì nhìn thấy nó còn mới lắm, răng miệng còn ok luôn này. Đồng tốt luôn. Rồi con này chiều dài của nó là chiều dài con này là 22 nha mọi người. Mẻ số 1. Mẻ số 1 170 ke. Rồi mẻ số 2 là một con kìm bấm cốt. Con này Writer Spy gì đây. Con này là kìm bấm cốt thường. Con này có nhiều chức năng như tút dây, tút dây điện. Đó. Thông số thì vẫn còn ok nha. Đó. 1,5, 2,5 rồi máy 8. Kén kiếp là còn nguyên nha. Rồi mẻ số 2, 70k. Đi tiếp mẹ số 3. Mẹ số 3 là một con kìm bấm cốt. Cái con này là Iyumi 125. Miệng còn tốt nha. Miệng thì còn tốt. Này mất cái kén nha mọi người. Cái này thì mọi người có thể quấn băng keo vô sử dụng còn ok luôn. Con này thì chiều dài của nó 27 nha mọi người, chiều dài 27. Rồi mã số 3. 150k. Đi tiếp mã số 4. Mã số 4 cũng là một kìm bấm cốt. Con này là hiệu EWB. Răng miệng còn ok nha. Này một cái xanh một cái trắng. Bật nhẹ tốt nha. Này là cái hiệu cho gì là 16 14 là gì? Mọi người biết thì ấy nha. Chốt. Rồi mã số 4. 180k. Con này chiều dài của nó là gần, chiều dài của nó là 28. 28 cm. Rồi em đi mã số 5. Mã số 5 là con này là của TPF này, đó. 22 24 20. Con này cũng EVP. Con này bật nhẹ tốt nha. Răng miệng. Răng miệng thì còn ok nha. Rồi mã số 5. 190k. Con này chiều dài của nó là gần 28 nha mọi người. Hôm
Đi tiếp mã số 6. Mã số 6 là một con kiếu tỉa cây bonsai nha, bấm cành. Con này là của Nhật chính cống Made in Japan luôn nha mọi người. Đó, chữ Made in Japan đây. Cái này là ESR. Lưỡi này mọi người có thể về lấy vũa vũa lại đó, cho nó bén thêm. Bấm thì vẫn ok, nhưng mà nó muốn bén hơn thì về vũa lại tí nữa nha. Cho mọi người một cái, tặng thêm mọi người một cái vũa dẹp nha. Đó, tặng thêm khuyến mại mọi người thêm cho mọi người một cái vũa dịp. Con này để em đo chiều dài của nó cho mọi người xem nha. Chiều dài của em này á là 19 cm. Rồi một con kìm, con kéo tỉa cây cảnh, tỉa cây bonsai là mã số 6 170k. Đi mã số 7. Mã số 7 là một con cũng tỉa cây cảnh, con này của Nhật luôn nha mọi người. Chị Japan đó, SK S5 Japan gì đây. Con này miệng rồi còn tỉa còn tốt nha. Nước khóa rồi còn ok luôn, là so còn nguyên, còn là so siết rồi ok luôn, lưỡi là chưa mẻ luôn. Con này thì chiều dài của con này là 20. Rồi mã số 7, 80k, 80k nha mọi người. Rồi mã số 8 cũng là một con tỉa cây bonsai, lưỡi nó còn sáng nha, chưa mẻ luôn. Con này cây cút của Nhật luôn nha, hiệu cây cút. Đây là thép bóng rỉ nha, stainless. À, cán kiết rồi khóa còn ok luôn. Con này chiều dài cũng 19 luôn nha. Mã số 8, 80. Em đi mã số 9. Mã số 9. Mã số 9 là một cặp kéo cắt tôn của Nhật. Cặp này đều có kén nha, có tay cầm bằng nhựa. Đó, của Nhật hết nha mọi người. Chữ đây. Rồi đi so trước, một con mỏ, một con là miệng cong. Này, miệng cong này. Kén kiết là còn ok nha. Con này chiều dài là 22. Rồi con miệng thẳng này. Nè. Đó, lưỡi mũi. Con này chiều dài của nó là 25 cm. Rồi mã số 9, 200k. Đi mã số 10. Mã số 10 là một con kéo cái tôn hiệu của Hit nha mọi người. Hit là của Nhật nha. Này còn chốt. Đó. Răng miệng nó đây. Này nhìn rất là cứng két nha. Cái lưỡi nó rất dày. Khóa còn nguyên luôn. Đó. Kén tay cầm là ok luôn nha. Tay cầm ok luôn. Hôm nay chiều dài của nó
26 nha mọi người, chiều dài nó 26. Rồi mã số 10. Mã số 10 150k. Đi mã số 11. Mã số 11 là một con mỏ lết. Con này chiều dài là 200 mm. Con này mỏ lết mini nha, rất là nhỏ, rất tiện cho việc mua về. Nếu bác nào sưu tầm đồ Nhật thì mua này bỏ vô, vô cốp xe máy là rất là thông dụng. Nó mở ốc xe máy thì mở kiểu gì nó mở cũng được nha, không vướng thôi. Còn không vướng là mở kiểu gì cũng được, còn vướng trong hóc khách thì em không biết, nhưng rất tiện lợi. Một cái này thay rất nhiều cà lê, cà lê nhỏ này rất là ít gặp, nó không nhiều như mỏ lết răng lớn nha. Mỏ lết răng lớn là nó thông dụng rồi, nhưng cái nhỏ này rất là ít, không phải có nhiều nha mọi người, nó lâu lâu đi rồi gặp thôi. Rồi mã số 11 200k. Đi mã số 12. Mã số 12 là một con cưa gỗ hiệu Tajima. Lưỡi nó không được đẹp nha, lưỡi nó do nó sần sùi ở trên này nữa, phía trên, nhưng mà cái mũi nó còn cưa còn ok nha. Kén thì lại rất đẹp nha mọi người, kén thì đẹp, kén đẹp nhưng mà lưỡi thì không đẹp. Con này chiều dài của nó, chiều dài là 50. Rồi mã số 12 170k. Em đi tiếp mã số 13. Mã số 13 là một cặp cưa gỗ. Cặp cưa gỗ. Cặp cưa gỗ nha, một cái cưa thẳng, một cái cưa gập. Đó. Cặp này đi xong nhau là đẹp nha, một cái gập cái không gập nha. Lưỡi. Đó, cho mọi người xem lưỡi. Rồi chiều dài hai cây này, cái không gặp trước nha, cây không gặp là 43, còn cây gặp á là 48, cây gặp là 48 nha. Rồi mã số 13 là một cặp cưa gỗ. Cặp cưa này của Nhật nha mọi người. Mã số 13 200k. Rồi mẹ đi tiếp mẹ số 14. Mẹ số 14 là hai cái tay quay. Hai cái đầu khấu đi. Đầu khấu này đầu khấu 38 nha. Còn cái này thì không biết bao nhiêu nữa. Coi thử nha, đo này 14,44 mm hả, này do giờ em không dùng nên không biết. Mà người coi chốt nha, cái này của Nhật nha, của Japan đây đó. Giờ không dùng không biết nha mọi người, mua về thấy nếu ai cần dùng thì chốt ha.
này họ vẫn hoạt động nha mọi người, đảo chiều là ok này. Rồi mã số 14 250k. Đi mã số 15 mẹ số 15 là một bộ chục vít. Bộ chục vít gồm 7 cây. Bè 7 vít nhựa 7 cây. Ha, một vít đóng. Một vít đóng. Mấy vít nhựa. Đây đủ các loại nha. Nhật cũng có cả chục vít của đất luôn nha. Cây vàng vàng này là của đất. Cây vàng vàng này là của đất nha mọi người. Đây. Germany. Đầu mũi không phải rỉ đó nha mọi người. Cho bữa bám cái xương vàng. Người xem. 7 cây. Nhật có, đây là của Japan đây. Mấy Japan. Nói chung loại 7 cây đủ loại chục vít đây. Cái là hàng vết sale. Rồi đầu mũi. Đó, mọi người nhìn nè, 6 cây ba ke, một cây dịp. Kén kiết nhựa hết. 7 cây. Đo chiều dài một cây thôi nha, do nó tương tự nhau này. Đó. Dài ngắn hơn cho lệch không bao nhiêu hết. Đo cái cây dài nhất đi. Dài nhất là 24. Rồi cái cây ngắn nhất đi. Cây nhất là 18,5. Đó. 7 cái chục vít nha. Một cây dịp. 6 cây ba kê. Rồi mã số 15. Mã số 15 200k. Đi tiếp mã số 16. Mã số 16 là 5 cây chục vít. Một cây chục vít đóng, đây của Nhật luôn nha, 5 cây này của Nhật, 4 cây của Vestel. Cây này cũng của Nhật luôn. Cây này là Made in Japan. Đó, Made in Japan. Vít đóng luôn. 5 cây ba ke. Cái này có dịp nhưng mà màu vàng nha mọi người, em không bỏ vô. Em chỉ lấy mấy cây ba ke thôi. Đó, 5 cây chục vít. Một cây khác đây của Nhật á, nhìn cái kén khác nhưng mà là chục vít đóng nha. Đo chiều dài thì đo chiều dài ba cây ngắn đi, ba cây ngắn thì đo một cây là 19, còn hai cây dài thì đo cây dài nhất đi là 10, là 29, cây dài nhất là 29 nha. Rồi cho mọi người nè xem cái mũi của 5 cây chục vít này. Kén cái cọc ok nha.
Rồi mã số 16. Mã số 16 200k. Đi tiếp mã số 17. Mã số 17 là 5 cái mũi độc của Nhật. 5 cái mũi độc của Nhật. Rồi cho mọi người xem đầu mũi đã. Đó, một cái nha đầu mũi nhỏ, rồi to này, rồi cái này. Rồi cái hai cái bự. Một cái nhỏ. Đó, 5 cái mũi độc như thế. Đo chiều dài từng cây một nha. Cây thứ nhất nhỏ nhất là 19, nhỏ thứ hai 20, nhỏ thứ ba 22, nhỏ thứ tư cây lớn là 29, còn cây bự nhất á, cây bự nhất là cũng 29 luôn, gần 30. 5 cây mũi độc của Nhật. Chữ đó nha mọi người, đó chữ Nhật này. Bên này cũng có này. Thấy chữ không? Rồi mã số 17. 300k. Đi tiếp mã số 18. Đây là một kéo cắt may. Có cái đai bằng đồng rất đẹp, đây của Nhật, hàng Nhật nha mọi người. Đai đồng rất đẹp. Mũi với lưỡi chưa bị mẻ. Này thì mọi người mua về mài nha, em chưa mài nha. Để đo chiều dài cho mọi người xem nha. Con này chiều dài của con này là 25. Con này mua về mài lại nha, ai biết dùng kéo thì mài lại. Mã số 18 120k. Đi mã số 19. Mã số 19 là 6 cây chuột vít. 3 dịp. 3 dịp với 3 dịp với 3 kê. Đó, 3 dịp 3 kê. Kén một màu rất là đẹp. 3 dịp 3 kê, nói chung là BH1, BH2, BH3. Đủ loạn này. BH1, BH2, BH3 rồi. Đo con dài nhất và con ngắn nhất thôi nha. Con dịp dài nhất là 26. Rồi, ngắn nhất. Ngắn nhất là 17, gần 18. Đó, 6 con. Đuôi rồi rất đẹp luôn. 3 con diệp, 3 con ba kê. Rồi mã số 19. 200k. Em đi tiếp mã số 20. Mã số 20 là một kéo. Cái đuôi bằng kéo bằng vàng, hàng đây hàng nội địa xuất Nhật nha. Hàng nội địa xuất Nhật. Nhìn rất là đẹp luôn. Kéo dày nữa. Con này về các vây ké thì ok luôn. Hàng đây hàng nội địa xuất Nhật. Đó, chữ Japan đây. Nghĩa là hàng nội địa xuất Nhật. Không phải hàng Nhật. Con này thì còn mới luôn nha. Này 21. Xuất sang Nhật thì trường Nhật rất là khó tính nên mọi người biết. Nếu để xuất sang Nhật được thì hàng nói chung là ok rồi. Mã số 20 100k. Rồi em đi mã số 21. Mã số 21 là em bán cái bộ combo này cho mọi người xem nha.
người xem cho kỹ nha, để coi thử em đếm thử bao nhiêu món. Hai, bốn, năm, sáu, bảy món nha. Bảy món là năm cái cà lê đầu tròn. Em coi thử năm cái cà lê đầu tròn thông số nha. Đây là 6 tém, 10, 11, 12, 11, 13. Có cái này thì 8, 10 nha, 8, 10. Còn đây 17, 19. Rồi, 5 cái cà lê tròn đó. Rồi thêm cái con cà lê đuôi chuột. Đây là 17, 21 nha, 17, 21. Cho mọi người xem đó. Đó, sử dụng vẫn còn tốt nha. Xoay lại. Này có móc, cái này MC của Nhật luôn. Đây là khóa 17, 21. Mình đi tiếp cái con cà lê đa năng này nữa. Con này là 2232, có nghĩa nó sử dụng từ khóa 23 đến 32 đó. Tại giờ hồi giờ mọi người nhìn tìm khóa 23 23 25 27 làm gì có, đúng không? Nhưng mà con này nó có thể mở từ 23 25 27 có hết đó. Khóa này từ nó thiết kế từ 23 đến 32. Rồi, 5 món này tầm cỡ 1,2 kg nha. 1,2 kg. Ở đây là hình như là 7 món hả? 5 cái cà lê tròn với một cái cà lê đuôi chuột với một cà lê đa năng là 7 món. Tầm 1,2 kg. Rồi mã số 21 300k. 21 em đi tiếp mã số 22. Mã số 22. Đây là 4 con mỏ lết. Mã số 22 là 4 con mỏ lết. 4 con này của Nhật luôn nha mọi người. Giờ em đi cho mọi người xem từng em một. Giờ soi con nhỏ nhất đi. Rồi miệng khít. Nước thiết thì đẹp luôn. Con này của Lotter, ký hiệu Nhật đây nha. Con này xài ok nha. Con này là chiều dài của nó là 150mm, có nghĩa là 15cm đó. Mỏ lết nhỏ nhất. Rồi đến con thứ hai là con đây là chiều dài là 200mm. Này mấy Isabel luôn. Rồi con này miệng mũi. Rồi không rơ mọi người, con này không rơ luôn, này nhìn rất là đẹp. Rồi con thứ ba là chiều dài là 250 nha, 250mm, hiệu Lotter của Nhật luôn, mấy Isaban đây luôn, miệng mồm khít, đồ rơ này, con này rơ rất là ít luôn, còn nước thép thì rất là vẫn còn ok nha. Rồi con thứ ba là con Xuân Khay đây của ký hiệu Nhật đây nha mọi người, mấy Japan luôn, hàng chính hiệu luôn. Con này miệng khít nha, đồ rơ tương đối ít luôn đó. Nước thép là còn vẫn còn ok nha. Rồi mã số 22 là 4 cái màu lết. Mã số 22 400k. Mọi người cứ nghĩ 4 cái mỏ lết đây thì cỡ bao nhiêu ký, cỡ ký mấy. Rất nặng nha. Hơn ký đấy. Mà hàng đẹp nữa. Mã số 22 400k. Đi mã số 23. Mã số 23 là một con mỏ lết. Con này hiệu KCT, cái hiệu Nhật đây.
Đó, con này nhìn nước rồi còn thép đồ còn ok luôn này, nhìn còn sáng luôn, miệng này quá đẹp luôn. Em này nói chung là quá đẹp. Hôm nay của Nhật nha. Mọi người thấy ký hiệu không? KCT. Con này chiều dài của nó là 300 mm nha. Rồi mã số 23. 23 190k. Đi mã số 24. Con này là Gisuke của Nhật luôn nha, Japan đây. Nước thép rồi còn ok luôn. Còn sáng luôn. Miệng khít. Rồi tương đối ít luôn này. Đó. Thép rồi còn sáng luôn. Rồi mã số 24. 190k. Em đi mã số 25. Mã số 25 là 5 cái 7 cái mũi điêu khắc, 2 cái mũi bằng gỗ, 5 cái mũi bằng nhựa. 5 mũi bằng nhựa. Cho xem đầu mũi nha, cho mọi người xem đầu mũi nha. Này thì ai biết về mài lại cái mũi thì về mua nha. Tại vì cái mũi của nó thì nó nhiều khi nó ở trong bãi nó đụng chạm rồi nó cũng không được bén lắm đâu. Đó. Hai cái mũi gỗ, năm cái mũi nhựa, cán nhựa. Rồi mã số này là đo một con ra nhiều con nhầm cho 16 đi. 16 cm. Mã số 25 150k. Giờ đi mã số 26. Mã số 26 là ba con kìm. Con kìm ngùi là ký hiệu J-Mart của Nhật nha, còn mấy con kìm này thì không thấy ký hiệu nhưng mà miệng mồm thì ok nha. Đó, giờ ba con kìm. Hai con kìm kia là hiệu gì không biết. Không thấy ký hiệu gì luôn. Đó, chỉ con kìm ngùi là thấy ký hiệu thôi. Đó, kén màu đỏ. Nhìn ok nha. Đo chiều dài ba bang này trước. Con này là 16. Con này là cũng là 16. Con này là 20. Ban kìm nè. Chán kiết rất đẹp nha. Rồi mã số 26 170k. Đi mã số 27. Luôn là ba con kìm. Con kìm nguội này là của HSK. Mấy con này thì đang bị còn sử dụng được nói chung là 80%. Mua hàng mà người cứ kiểm tra thoải mái nha. Sử dụng từ 80%. Đó, ba con kìm đỏ này rất đẹp. Đo chiều dài nữa. Con này 16. Con này là 16,5. Rồi con kìm ngùi này. Con kìm ngùi á là 18. Rồi, ba con kìm. Bên này màu đỏ nhìn đẹp luôn nha. Rồi mã số 27. 170k. Đi tiếp mã số 28. Rồi bằng ba con kìm, hai con kìm màu vàng, con kìm mũi nhọn màu trắng. Con to này là của hàng của Nhật nha, Mary, đây ký hiệu Nhật đây. Miệng mồm xài còn ok đấy. Đây Mary chi Japan này. Nó cứ ra có cái rãnh giữa túi chi điểm nha. Đó. Đó chiều dài. Kìm mũi nhọn là 16.
16 con kim ngùi, ngùi rất dài nha, được con kim ngùi là ok luôn. 21 gần 22, gần 22 cm. Rồi ba con kim miền mũi thì còn ok, ok này, xài được. Nay mua về xài trong gia đình thì ok luôn nha mọi người. Rồi mã số 28 170k. Đi tiếp mã số 29 hai con kìm của Nhật luôn nha mọi người. Một con kìm bỏ quẹ, một kìm đây, kìm gì không biết, xanh kỳ đây, của Nhật đây, ký hiệu Nhật hết đây. Con này kinh TTC chiều dài là 250mm đó, của Nhật đây. Con này là xanh kỳ của Nhật luôn, là chiều dài nha. Con này là chiều dài của nó là 20, còn con kìm mẫu quẹ là 24. Rồi bây giờ cho mọi người xem miệng nha. Miệng hai em này thì ok rồi. Mình da cho thêm thân rồi bỏ vỏ rồi vẫn ok này. Cái này có vỏ rất là đẹp, nước thép còn sáng luôn này. Rồi mã số 29 250k. Mã số 30. Rồi một con Fujiya. Ai biết Fujiya kìm ngùi của Nhật thì vô đây mà sưu tầm nha, coi thử cái em nào đẹp thì ok cho shop nha. Đó, Fujiya của Nhật đây. Cho mọi người xem miệng mồm luôn. Con này chiều dài của nó, con Fujiya này á là 18,5. À quên, con này mã số 30 120k. Đi mã số 31. Rồi một con Fujiya luôn. Con này cũng bằng chiều dài con kia nhưng mà nó có kén bằng dừa ở đây. Miệng mồm đây, con này xài thì vẫn còn ok. Rồi mã số 31 100k. Đi mã số 32. Con này cũng Fujiya. Đó, Fujiya đây. Răng miệng. Con này chiều dài. Chiều dài con này là 21. Rồi mã số 32. 130k. Mã số 33. Đây cũng có một con Fujiya luôn nha. Của Nhật đây. Miệng mồm khít nha. Răng là còn ok luôn. Chiều dài của em này cũng 21 luôn. Mã số 33 150k. Mã số 34. Một em Fujiya Nhật. Rành giữa này dùng để tuốt dây điện nha. Mã số 34 150k. Mã số 35. Em Fujiya này. Cái rảnh để tuốt dây điện đây. Này nước thay da, nước thép đời. Kén kiết là cần nhìn còn đẹp nha. Đó. Có cái rãnh giữa đây để tuốt dây điện nha mọi người. Hôm nay chiều dài. Chiều dài con này cũng 21 luôn. Con này có kén rất đẹp. Mã số 35 170k. Đi mã số 36. 36
Con này là mũi khoan bê tông 12,7, mũi 12,7 của Nhật nha, máy Isaban này, máy Isaban này. Đó. Mũi 12,7 đầu mũi. Rồi mã số 36. 100 ke, con này chiều dài. Chiều dài là 28 đi, cho 28 đi, gần 28. Gần 28. Rồi mã số 36 100 ke. Rồi mã số mũi 17 đây. Mũi 17 của Nhật luôn, Japan đây. Chiều dài cũng 28 luôn, mã số 37 100 ke. Người xem đầu mũi nha. Rồi em đi mã số 38. Mã số 38 mũi Nakite nha, của Nhật nha. Đây mũi 14,5. 14,5 đó, cho mọi người xem đầu mũi. Rồi, chiều dài cũng 28 luôn. Mã số 38 100 ke. Mã số 39. 39. 39 là mũi 16 TP của Nhật này. Nhật, để em coi đo chiều dài của nó này. Đây là mũi dài nha mọi người. Chiều dài 50. 50 cm, nửa mét. Mũi 16 nha. Cho mọi người xem đầu mũi. Chiều dài nửa mét luôn nha. Mũi 5 mũi 16 hả? Thì em coi lại nha. Mũi 16 đúng rồi. Mã số 39 100 ke. Em đi mã số 40. Mũi này của Nhật luôn, 14,5. 14,5. Mũi của Kin này của Nhật đó. Chiều dài 50, mã số 40 100 ke. Em đi mã cuối cùng là mã số 41. Con này là TB, mũi 16. Mũi 16. Chiều dài 50 luôn. Con này cũng 150 ke. Cho mọi người xem đầu mũi. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Do bữa nay tình hình giá cả leo thang nên hàng hóa nó đắt. Cái gì mọi người thấy cái món nào phù hợp với kinh tế gia đình hay trong công việc thì chốt nha. Giờ bán sao cũng kêu đắt hết. Tại vì mọi người biết chiến tranh xảy ra thì mấy cái xăng dầu rồi vật tư vận chuyển nó tùm lum lên giá đau hết cả đầu. Rồi thôi, cuối video thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đóng góp ý kiến cho kênh của em. Xin dừng clip tại đây.